Thứ nhất là đảng viên trong chi bộ là các đồng chí là gia đình là phải gương mẫu. Vì dân, ngày 3 tháng 12 năm 2012, Đảng ủy xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 25 về thực hiện tiết kiệm trong việc tang. Nghị quyết vừa ra đời đã vấp phải sự phản đối gay gắt của một bộ phận nhân dân, những người có lối tư duy cũ, bảo thủ và lạc hậu. Chúng tôi cảm thấy nó rất xa vời. Bây giờ gia đình nhà tôi nhá, họ to, con cháu thì đông, bảo chúng tôi chỉ làm có 20 mâm, 10 mâm, mấy mâm thôi. Mà con cháu nhà tôi thì bây giờ nó ăn uống thế nào? Rồi lại còn không được ăn uống hải sản, bò, bê dê, ngựa, cái loại thứ. Thế thì báo cáo là tôi bức xúc lắm. Mà bản thân chúng tôi cũng có phải vay mượn của ai đâu. Mà chúng tôi có, chúng tôi làm chứ có phải là đảng cho hay là bà con nhân dân ai chung quanh cho đâu. Một cái đám tang quy định bảo là chỉ được làm 20-30 mâm, nhà tôi họ to, chỉ con cháu đã có thế rồi, gia đình nhà tôi có con mê, con bò, đấy, nhà tôi tự thịt thì chả liên quan đến các ông. Đấy, mà tôi nói cái đó là một bao nhiêu, người ta bảo công vô lý, các ông bị cấm cả những cái việc đó, tôi thấy vô lý lắm. Khó khăn là vậy, song với sự vào cuộc đồng bộ tích cực và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của đại đa số nhân dân, trong 7 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Đức Hợp đã biến nghị quyết thành hiện thực với phương châm lối cũ không theo. Trao đổi với chúng tôi, một số người dân địa phương cho biết từ năm 2012 trở về trước, việc tổ chức ma chay ở các gia đình trên địa bàn xã Đức Hợp hầu hết đều rất linh đình tốn kém. Cùng với thuê dàn nhạc hiếu, có gia đình còn thuê đội kèn Tây ở Thái Bình, Hải Phòng, hai dàn nhạc với đội hình trên 30 nhạc công. Họ đàn ca sáu nhị thâu đêm với âm thanh lớn đã gây ra không ít bức xúc trong nhân dân. Các hoạt động mê tín dị đoan như cúng ma, đốt sắc vàng mã, giải tiền thật tiền giả diễn ra công khai. Hoạt động ca kèn, khóc mướn diễn ra hết sức phức tạp. Song có lẽ nặng nề nhất, bức xúc nhất vẫn là chuyện cỗ bàn, có đám làm đến gần 200 mâm cỗ. Cái đám to nhất phải nói là đám ông Mậu. Tôi là khoảng gần 200 mâm. Mà nếu như bây giờ mà cái đám mà thuê cái kèn với Thái Bình về hết tầm khoảng 20 triệu. Cái ca kèn thì là nếu như mà không cấm thì anh em con cháu là cứ gọi là hích khích nhau. Tôi một lần thì ông phải vận lần. Thế ông lần thứ hai tại tôi cũng phải lần thứ hai. Mà ca kèn thì cũng tốn kém. Cái ca kèn thì có đám phải 4-5 triệu. Nhất là cái chèo đò tốn kém đó. Có đám phải khoảng hơn chục triệu. Có đám cũng phải đi vay. Vì đã thành trào lưu nên khi gia đình có người thân qua đời, con cháu, anh em, họ hàng, nội ngoại thường phải chạy ngược, chạy xuôi rất vất vả. Phân công người lo đặt món này, làm món kia, thuê dàn nhạc hiếu, thuê kèn Tây, sao cho hơn hoặc bằng hàng xóm láng giềng. Chính vì đua nhau, chạy theo những hủ tục lạc hậu, có một số gia đình đã trở thành con nợ sau khi người thân qua đời. Có người đã ngã bệnh vì vay lãi để lo tang lễ cho người thân. Thực trạng trên đã trở thành nỗi ám ảnh, sợ hãi đối với nhiều gia đình ở Đức Hợp. Trước năm 2013, trên địa bàn xã Đức Hợp, tất cả các đám tang vẫn tổ chức theo cái thủ tục cũ, tổ chức rất linh đình, rất tốn kém và rất cồng kềnh. Đấy là đối với những gia đình có điều kiện, nhưng đối với những gia đình không có điều kiện thì vì theo một cái trào lưu chung, cho nên là họ vẫn tiếp tục họ làm, cho nên gây ra một cái ảnh hưởng rất lớn về sức khỏe, kinh tế và phong trào của địa phương. Nhằm xóa bỏ những hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, giúp người dân không sa vào cảnh đói nghèo túng quẫn khi người thân qua đời, sau khi bàn bạc và thảo luận kỹ càng, ngày 3 tháng 12 năm 2012, Đảng ủy xã Đức Hợp chính thức ban hành nghị quyết chuyên đề số 25 về thực hiện tiết kiệm trong đám tang. Nội dung cơ bản của nghị quyết rất ngắn gọn. Gia đình có người thân qua đời không tổ chức ăn uống linh đình, số lượng cỗ không quá 30 mâm, chỉ sử dụng thực phẩm sẵn có của địa phương như lợn, gà, không dùng đặc sản, hải sản, thịt bò, bê dê, không hút thuốc lá, không ca kèn, khóc thuê, không chèo đò, không mở loa đài quá 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng, không rắc tiền thật, tiền giả, vàng mã khi đưa tang. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo xã,
tiểu ban chỉ đạo của 11 thôn, công tác triển khai được tiến hành rất bài bản, dân chủ và nghiêm túc. Sau khi xin ý kiến nhân dân thông qua các buổi họp thôn, thông qua hệ thống truyền thanh, các chi ủy, chi bộ đã họp bàn thảo luận, đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Sau khi xây dựng thành nghị quyết, các chi bộ đã bổ sung các nội dung của nghị quyết vào quy ước của thôn mình. Do làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc nêu gương của các gia đình đảng viên, nghị quyết tiết kiệm trong đám tang của Đức Hợp đã nhanh chóng trở thành hiện thực ở nhiều gia đình. 2013 có nghị quyết thì nhà tôi cũng mất. Về cái nghị quyết đám tang thì mình cũng là cán bộ đảng viên, cho nên mình thực hiện ngay từ bước đầu để cho mọi người sau là nói theo. Rất nhiều người chê trách là vì ông đi thế và làm ma cho bà ấy lại không bằng các người khác. Nếu như trước thì đã làm cỗ thì phải có cá, có tôm, có thịt bò, có giò bò, rất là nhiều thứ. Nhưng để thực hiện cái nghị quyết thì tôi bỏ tất cả các cái đặc sản ấy đi. Mà tôi chỉ làm nguyên con gà nhà nuôi được và bỏ con lợn. Lúc ấy tôi làm khoảng 20 mâm thôi. Khi đám thợ kèn đến là cứ nhắc nhở gia đình lên ca kèn rồi là chèo đò. Tức là chèo đò để cho bà ấy đi về nơi chín suối được, tôi bảo không. Gia đình tôi thì cũng không làm cái việc ấy nữa. Cái chuyển cữu như trước kia là cứ phải đúng một giờ. Cho nên là con cháu cứ ngồi đợi chúc trực như bây giờ là hầu như tất cả cái thôn tôi đều 10 giờ hết. Cả cái thôn là chấp hành tương đối tốt. Ông anh nhà tôi mất. Mà gia đình đã chuẩn bị thịt trâu, thịt bò đầy đủ, dứt khoát tôi không cho làm. Còn đây là đây, chú thì là cán bộ đảng viên đây. Mà chú đây là chú của các cháu. Mà các cháu mà làm thế thì chú lại mang tiếng. Chứ dứt khoát tôi không làm. Và thịt bò và thịt trâu mua về đưa cho cửa hàng ăn bán hộ. Chứ đấy là cái việc mình gia đình mình phải cương quyết. Thế gia đình mình cương quyết thì xã hội người ta mới noi theo được. Và đến nay mà nói thì cái thôn, cái chi bộ này thì hầu như 100% là không có ai làm cỗ to như ngày xưa. Cụ già tôi thì đúng mất vào tháng 7 năm 2016. Sau khi bàn bạn anh em thì tôi quyết định thống nhất bây giờ chấp hành vào cái chỉ thị của trên là anh em mình nên thống nhất để tiết kiệm. Tiết kiệm được bao nhiêu là quý bao nhiêu. Thứ nhất là lợi ích về gia đình. Anh em mình rất vất vả. Thứ hai thì cũng là đang thực hiện cái cuộc vận động của tỉnh, của huyện, của xã về tiết kiệm trong được nước đây. Tôi cũng không tổ chức vì ca kèn mà chỉ con cháu thực hiện là làm ma cho cụ trong điều đi đến 10 giờ là chúng tôi dừng lại. Dừng lại không kèn trống. Lúc đó chúng tôi làm con khoảng độ chưa trúng bông. Tuyệt đối là không có thuốc, chỉ ngoài đi trầu cao và âm trẻ. Tiếp xúc với cụ Phan Tiến Kiểm, người dân thôn 1, nghe cụ kể lại việc tổ chức đám tang cho người thân khi qua đời vào tháng 4 năm 2013 khiến chúng tôi rất cảm động. Điều đó cho thấy người dân ở Đức Hợp luôn tin vào Đảng và sẵn sàng đi theo Đảng. Anh tôi mất kia hồi tháng 4 năm 2013. Tôi cũng có vi phạm về cái việc cháu mua mấy cân thịt bò nhưng mà ít tôm. Thì thôi đã chót rồi thì cứ làm. Thế còn sau có một cuộc họp thôn như thế này, chính bản thân tôi mạnh dạn đứng lên xin lỗi, bởi vì tôi cũng bảo bà ấy là mình cứ có khuyết điểm mình cứ mạnh dạn thì dân làng người ta tha, chứ người ta cũng không đến nỗi ai ta bắt phạt mình đâu mà lo. Bà cứ yên tâm, tôi ra hội nghị tôi như thế là nhận khuyết điểm thì nói chung được dân làng như thế là cũng đồng tình, và thôi đi cũng thông cảm cho gia đình, đấy là do các con các cháu nó mua về. Có thể khẳng định cách làm của Đức Hợp là rất bài bản và nhân văn. Gia đình có người thân qua đời, tiểu ban chỉ đạo của thôn, đảng viên phụ trách các hộ và cụm dân cư có trách nhiệm đến từng gia đình, gặp trưởng họ, trưởng hội xóm, tuyên truyền vận động, phân công các thành viên trong tiểu ban giúp các gia đình khâu tổ chức làm điếu văn, lo hậu sự. Đối với các gia đình cố tình không chấp hành nghị quyết hoặc ngấm ngầm chống đối, tiểu ban chỉ đạo, lãnh đạo thôn thống nhất không đứng ra tổ chức lễ tang, đề nghị hội xóm và các tổ chức đoàn thể trong thôn không đến giúp đỡ gia đình. Trường hợp cố tình sẽ thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh của thôn, của xã, tạo sức ép đối với gia đình. Với cách làm vừa mềm dẻo vừa kiên quyết, một số gia đình có ý định tổ chức việc tang linh đình, làm cỗ to đã phải từ bỏ ý định chấp hành nghiêm theo đúng tinh thần nghị quyết số 25 của Đảng ủy xã. Từ năm ngoái đến nay bảy đám mâm mát thì cũng ít đi, hải sản bò mê tôm mực coi như là hầu như không có. Bảy đám thì nhà ông Xòe thì có 2 mâm, đám của nhà Vạn thì cũng phải 20 mâm. Nếu chứ đứng trên địa bàn thôn 2 thì
từ năm 2007 đến nay thì không có đám nào. Hải sản rồi bỏ mê gì cả. Những năm 2013-2014 thì cuộc vận động này của chúng tôi vô cùng khó khăn. Nhưng từ năm 2015 đến nay thì chúng tôi đã thấy rất phấn khởi, bởi vì là những gia đình mà có người có cố đã tiết kiệm được một khoản kinh phí rất lớn, đặc biệt là những gia đình hộ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 30 tháng 10 năm 2018, tại lễ tang ông Vũ Văn Tuyến ở thôn 9, trao đổi với ông Vũ Văn Khương, anh trai ông Tuyến, ông cho biết, ông Tuyến mắc bệnh bại thận gần 2 năm, gia đình đã phải chi phí khoảng 500 triệu đồng để chữa bệnh cho ông. Trước lúc mất khoảng 2 tháng, mỗi tuần ông phải tới bệnh viện chạy thận nhân tạo 3 lần, bình quân mỗi tháng chi phí mất gần 30 triệu đồng. Trong thời gian ông Tuyến bị bệnh, vợ con ông và những người thân phải thay nhau đến bệnh viện để chăm sóc ông, khiến nợ nần ngày càng chồng chất. Chia sẻ với chúng tôi, ông Khương cho biết, địa phương đề ra nghị quyết tiết kiệm trong việc tang, tuy hơi muộn, nhưng đã giúp người nghèo bớt nghèo, không lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn, trong đó có gia đình em trai ông. Điều ông tâm đắc nhất, nghị quyết ra đời đã xóa bỏ được hủ tục trả nợ miệng, một hủ tục ai cũng biết là rất lạc hậu và tốn kém, nhưng vẫn phải duy trì vì sợ làng xóm chê cười vì thua chị kém em. Gia đình chúng tôi bây giờ đang có một cái tang là chú em thực hiện cái nghị quyết của đảng ủy xã Đức Hợp trong tang lễ, thì đối với gia đình nhà chúng tôi cảm thấy những cái vấn đề này là rất thầm không tốn kém về kinh tế của gia đình nhiều. Các cô bảo là con gà tức nhau tương gái, gia đình người ta là 10, gia đình mình không được 10 thì cũng phải 8-9 đua đòi nhau từ cái chỗ đó là đi đến chỗ là vay mượn. Thế cho nên là đã ra được cái nghị quyết như thế này thì là dân là rất ủng hộ. Mình đi ăn một bữa ở nhà là con cháu mình có thể là vài ngày thì rau luộc chấm tương. Đa số những người dân thì người ta rất hoan nghênh và ủng hộ. Tại lễ tang cụ Lê Xuân Ánh ở thôn 6, qua tìm hiểu và trao đổi với người thân của cụ, chúng tôi được biết gia đình cụ Ánh là gia đình theo đạo Thiên Chúa giáo. Mặc dù việc tổ chức tang lễ có những nghi lễ riêng, song do anh em con cháu và những người thân trong gia đình cụ đều có nhận thức tốt, nên việc tổ chức tang lễ cho cụ được gia đình và người thân tiến hành rất đơn giản, gọn nhẹ, trang trọng đúng theo tinh thần nghị quyết tiết kiệm trong đám tang của địa phương đã đề ra. Nói gần nói xa chẳng qua là nói thật. Xin mời các bác về là thực tế trong những ngày mai là các bác thấy được như thế gia đình chúng tôi tổ chức một cách rất gọn nhẹ. Chỉ có thứ nhất là thực phẩm như trong thôn xóm anh em con cháu là lợn gà thì vồn con, thế là ta thịt. Xong trả tiền sau con chẳng có phải là đi chạy mua hải sản hay là chạy ở đâu. Chúng tôi ở đây tất cả làng cũng thế cả. Là mọi người là hưởng ứng phong trào ít là cho nó đúng phù hợp với truyền thống công giáo chúng tôi. Mà chúng tôi ủng hộ nhiệt tình. Thường thường dân mình có một cái tính ganh tị. Thế cho nên là riêng chúng tôi làm sao đẩy mạnh những cái phong trào để mọi người cùng như xóm tôi. Thì để cho cái cuộc sống về tang, về cưới thì nó càng văn minh hơn. Tại lễ tang của cụ Lê Văn Xuyên ở thôn 2, trao đổi với chúng tôi, cụ Lê Bá Quát, đảng viên 55 năm tuổi đảng, em trai cụ Xuyên cho biết, kể từ khi đảng ủy có nghị quyết tiết kiệm trong việc tang, gia đình dòng họ của cụ luôn thực hiện và chấp hành rất nghiêm chỉnh. Cụ khẳng định, thực hiện nghị quyết và các quy định của địa phương chính là tiết kiệm cho gia đình, tiết kiệm trong việc tang, đồng thời cũng là giúp con cháu trong gia đình cụ đỡ vất vả tốn kém hơn rất nhiều. Ở dưới sự hướng dẫn và tuyên truyền của đảng và nhà nước, chúng tôi có thấy có lợi và vẫn có hiếu có nghĩa thì chúng tôi làm. Chúng tôi chỉ miếng trầu với chén nước trà để ở đây để mời các ông các bà đến đây thăm hỏi viếng đưa đều chỉ nước trà và đặc biệt không chỗ nào. Gia đình có thế nào làm thế ấy, chỉ có con lợn và có thịt gà, chứ không mua sắm các đồ khác. Nếu trước đây như nhà tôi thì ít ra bữa ngày mai này, sau khi đưa anh tôi về nơi ăn nghỉ cuối cùng thì phải làm đến 60 mấy. Nhưng đến bây giờ ấy, thì 25-30 là đủ. Có thể khẳng định, sau gần 7 năm triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề tiết kiệm trong đám tang, với những cách làm linh hoạt sáng tạo, đảng bộ và nhân dân Đức Hợp đã thu được những kết quả rất đáng trân trọng, vượt trên cả sự mong đợi của người dân quê hương. Chúng tôi rất là ghi nhận và trân trọng cái việc đưa nghị quyết chuyên đề này vào trong thực tiễn của xã Đức Hợp. Bởi vì trước đó
Từ năm 2012 trở về trước, tình trạng tổ chức đám tang trên địa bàn xã Đức Hợp rất là linh đình, tốn kém, gây lãng phí, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn được duy trì. Tôi thấy rằng đây là một việc làm hết sức tốt đẹp, dân chủ, quan tâm đến dân, gần dân, sát sao thì mới có được cái nghị quyết nó xác đáng như thế này và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chúng tôi cũng sẽ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới chỉ đạo cái mô hình cách làm hay của Đức Hợp này nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Mặc dù nghị quyết tiết kiệm trong đám tang đã trở thành phong trào ở địa phương, song theo tổng hợp của Ban chỉ đạo, từ năm 2016 đến nay, toàn xã vẫn có 8 gia đình đã có những vi phạm làm cỗ quá 30 mâm, trong bữa ăn vẫn mua đặc sản, hải sản. Có một gia đình ở xóm 7 vẫn thuê đội kèn Tây. Ban chỉ đạo xã đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình tiểu ban chỉ đạo của các thôn có các gia đình vi phạm. Đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã hạ bậc xếp loại thi đua của các chi bộ, cấp ủy phụ trách khu dân cư và các đảng viên phụ trách hộ gia đình để xảy ra vi phạm theo đúng tinh thần nghị quyết số 25 của Đảng bộ xã. Đối với các đồng chí đảng viên thì đây là một việc đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Đối với các hội đoàn thể thì đánh giá chất lượng của hội viên, đoàn viên của các hội đoàn thể. Và đối với gia đình văn hóa, chúng tôi cũng lấy đó là một tiêu chí. Sau các cái đám tang thì chúng tôi đều có tổng kết nghị quyết của tháng. Và cái nghị quyết của tháng thì chúng tôi đánh giá rất cụ thể trong cái buổi họp của giao ban hàng tháng. Thì có đồng chí bí thư chi bộ đi dự và chúng tôi sẽ phân tích đánh giá ngay trong cái tháng đó. Quy định 01/2007 của Ủy ban nhân tỉnh ấy thì có quy định là tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thế nhưng chúng tôi thì mới xây dựng nghị quyết chuyên đề về tiết kiệm, không tổ chức ăn uống linh đình trong các đám tang. Thế còn việc cưới và lễ hội thì chúng tôi đã triển khai nhưng chúng tôi chưa xây dựng thành nghị quyết chuyên đề và chúng tôi mới chỉ dừng lại ở mức độ là vận động là chính. Ngày 17 tháng 10 năm 1945, báo Cứu quốc số 69 đăng tải bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng. Trong thư có đoạn: việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì dân mới yêu ta, kính ta. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhận thấy việc tổ chức đám tang ở địa phương gây lãng phí, tốn kém, phát sinh mâu thuẫn trong nhân dân, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể từ xã tới các thôn xóm của xã Đức Hợp đã vào cuộc một cách tích cực và đồng bộ. Sau gần 7 năm, với phương châm lối cũ không theo, nghị quyết chuyên đề tiết kiệm trong việc tang ở Đức Hợp đã thật sự đi vào cuộc sống và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.